Anh Chi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bản tin tổng hợp cuối tuần trên kênh Tâm thức Việt TTV là những tin tức cập nhật tình hình chiến sự tại Ukraine do Facebooker Cù Tuấn tổng hợp từ nhiều nguồn. Trong ngày xung đột thứ 22 tức hôm 17 tháng 3, giao tranh tiếp tục xảy ra ở các thành phố của Ukraine. Từ Kiev, Chernihiv, Kharkiv tới Mariupol. Quân đội Ukraine đang bắt đầu một cuộc phản công trên một số hướng. Thực tế này đang thay đổi mạnh mẽ cục diện của các bên. cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak tuyên bố trên Telegram. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga công bố video cho thấy máy bay chiến đấu Su-25 phá hủy các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, trong đó có kho vũ khí theo Sputnik. Các báo cáo tình báo của Anh nói rằng các lực lượng Nga đã đạt được tiến bộ tối thiểu trên bộ, trên biển hoặc trên không trong những ngày gần đây, và họ tiếp tục chịu tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát các khu vực lớn của Ukraine, đặc biệt là ở phía đông và phía nam. Trận chiến trên bầu trời Kiev đã diễn ra vào đêm 17 tháng 3 với việc quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 10 máy bay và tên lửa của Nga. Các quan chức cho biết tàn tích của một tên lửa đã xé nát một tòa nhà cao tầng trong khu dân cư và giết chết ít nhất một người. Điện Kremlin ngày 17 tháng 3 bác bỏ phán quyết của ICG yêu cầu Nga dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine. Chúng tôi không thể xem xét phán quyết này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vào hôm 17 tháng 3. Trong đó nhắc tới phán quyết được đưa ra một ngày trước đó của Tòa án Công lý Quốc tế gọi tắt là ICG, theo hãng tin TASS. Ông cũng nói thêm rằng cả hai bên, Nga và Ukraine, phải cùng đồng ý thì phán quyết mới có thể được thực thi. Không thể có được sự đồng ý trong trường hợp này, ông Peskov nhấn mạnh. Ngũ giác đài ước tính trong 3 tuần giao tranh, 7.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng, nhiều hơn số quân Mỹ thiệt mạng trong hơn 20 năm ở Iraq và Afghanistan. Các quan chức Mỹ và châu Âu cho biết, Chính quyền Biden sẽ cung cấp cho Ukraine nhiều vũ khí phòng thủ công nghệ cao hơn, dễ di chuyển và ít cần huấn luyện để sử dụng chống lại xe tăng, xe bọc thép và máy bay của Nga. Theo một nhà ngoại giao, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự kiến tổ chức một cuộc họp khẩn vào chiều thứ Năm để thảo luận về tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ ở Ukraine và tình trạng của hơn 3 triệu người tị nạn. Nga đã kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc vào ngày 18 tháng 3 để thảo luận về cáo buộc của họ rằng Mỹ đang giúp Ukraine phát triển vũ khí sinh học, điều mà Mỹ và Ukraine đã phủ nhận. Liên hiệp quốc cho biết họ không có bằng chứng về các chương trình như vậy. Đại sứ Nga Vasily Nepenza cho biết ông sẽ cung cấp các tài liệu để hỗ trợ các cáo buộc cho chủ tịch hội đồng. Đại sứ Hoa Kỳ Linda Thomas Greenfield nói rằng Hội đồng không thể bị lừa và Nga đang cố gắng sử dụng hội đồng này như một địa điểm để đưa thông tin sai lệch và tuyên truyền. Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo vào ngày 17 tháng 3 để tước bỏ quy chế tối huệ quốc của Nga đối với Hoa Kỳ, chuyển sang trừng phạt hơn nữa nền kinh tế Nga để đáp lại cuộc xâm lược Ukraine cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 424 trên 8 diễn ra sau khi tổng thống Biden tuyên bố tuần trước rằng Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu sẽ thực hiện các bước mới để cô lập Nga khỏi hệ thống thương mại toàn cầu. Tất cả 8 nhà lập pháp phản đối biện pháp này đều là đảng viên của Đảng Cộng hòa. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết tại một cuộc họp báo ở Washington, có vẻ như Trung Quốc đang đi theo hướng ngược lại khi từ chối lên án hành động gây hấn của Nga, trong khi tìm cách thể hiện mình là một trọng tài trung lập. Ông Blinken nói rằng Hoa Kỳ lo ngại rằng Trung Quốc đang xem xét trực tiếp hỗ trợ Nga các thiết bị quân sự để sử dụng ở Ukraine. Tổng thống Biden sẽ nói chuyện với chủ tịch tập vào ngày mai và sẽ nói rõ rằng Trung Quốc sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào mà họ thực hiện để hỗ trợ Nga xâm lược và chúng tôi sẽ không ngần ngại áp đặt các khoản trừng phạt một ngày sau khi gán cho Putin là tội phạm chiến tranh, Tổng thống Mỹ Biden mô tả Tổng thống Nga là một nhà độc tài giết người, một tên côn đồ thuần túy đang tiến hành một cuộc chiến vô luân chống lại người dân Ukraine. Các bình luận được đưa ra trong một bài phát biểu tại bữa tiệc trưa những người bạn của Ireland hàng năm của Quốc hội ở Điện Capitol. Anthony Blinken, ngoại trưởng Mỹ cho biết, Tổng thống Vladimir Putin không hề thuyên giảm và trên thực tế có thể ngày càng tuyệt vọng hơn ông cảnh báo rằng moscow có thể đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học trong chiến tranh có thể chuyển hướng các nhóm lính đánh thuê tư nhân ở các vùng chiến sự ở nơi khác đến ukraine và đã bắt đầu bắt cóc các quan chức địa phương ở ukraine và thay thế họ bằng những đồng minh của putin Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, cơ quan chống độc quyền Liên bang Nga, gọi tắt là FAS, cho biết sẽ tiến hành các cuộc điều tra chống độc quyền nhằm vào các nhà sản xuất đường trong bối cảnh đường tăng giá mạnh và khan hiếm một cách không lý giải được tại một số khu vực khiến người dân Nga đổ xô đi mua đường. Ngày 17 tháng 3, FAS thông báo, Thiếu đường trên kệ hàng ở một số khu vực là do nhu cầu tăng, nhưng tình trạng này nghiêm trọng hơn vì các tổ chức không trung thực. Cơ quan này cho biết sẽ thanh tra các nhà máy sản xuất đường, các chuỗi bán lẻ và các nhà trung gian. Số liệu của cơ quan thống kê Nga Rostat cho thấy đến ngày 11 tháng 3, lạm phát ở Nga đã tăng lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2015. Giá đường đã tăng 12,8% trong tuần trước. Nhà chức trách đã chấn an người dân rằng không có lý do gì để đổ xô đi mua thực phẩm ông Viktor Tereschenko, thị trưởng của thành phố Velikopolutska ở phía bắc Kharkov, đã bị quân đội Nga bắt giữ vào ngày 17 tháng 3, theo một quan chức của vùng Kharkov. Viktor Nikolaevich bị bắt giữ một cách đơn giản từ nơi làm việc của mình và bị đưa đến đồn cảnh sát địa phương. Họ đang giữ anh ta và sẽ không thả anh ta. Ông Ole Sinibhubov, người đứng đầu Cục Quản lý Nhà nước khu vực Kharkov, tiết lộ trong một thông điệp ghi hình ngày 17 tháng 3 phía Nga chưa lên tiếng phản hồi. Trước đó, thị trưởng thành phố Melitopol do Kiev bổ nhiệm đã biến mất, điều mà phía Ukraine mô tả là một vụ bắt cóc do Nga thực hiện. Phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Trung Đông đưa tin trong cuộc điện đàm vào ngày 17 tháng 3 với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan đã nhắc lại lời mời các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine tới hội đàm tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thông cáo báo chí của Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ, hai nhà lãnh đạo đã đạt được đồng thuận về một số vấn đề có thể cần đến những cuộc hội đàm ở cấp nguyên thủ. Tổng thống Erdogan nhắc lại đề nghị tổ chức hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thành phố Istanbul hoặc Ankara. Và bây giờ là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mỹ sắp gửi thêm hàng trăm hệ thống chống máy bay đến Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16 tháng 3 loan báo thêm 800 triệu đô la viện trợ an ninh cho Ukraine, cho dù là ông vẫn giữ nguyên lập trường về vùng cấm bay sau khi tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi khẩn cấp quốc hội Mỹ trợ giúp quân sự để đẩy lùi cuộc xâm lược của Nga. Nhắc tới lời kêu gọi của tổng thống Zelensky, tổng thống Biden nói: Mỹ đã dành cho Ukraine 1 tỷ đô la viện trợ an ninh và cho biết Mỹ sẽ tiếp tục cấp vũ khí cho Ukraine để chiến đấu và tự vệ, cấp viện trợ nhân đạo và sẽ hỗ trợ tài chính thêm để giúp kinh tế Ukraine. Chỉ riêng gói viện trợ mới này sẽ cung cấp sự hỗ trợ chưa từng có cho Ukraine và bao gồm 800 hệ thống chống máy bay để ngăn Nga dùng máy bay và trực thăng tấn công người dân Ukraine. Ông Biden loan báo theo yêu cầu của ông Zelensky, Washington sẽ giúp Ukraine có được những hệ thống phi đạn chống máy bay tầm xa, ông Biden cho hay. Mỹ cũng sẽ cung cấp 9.000 hệ thống chống xe bọc thép, máy bay không người lái và 7.000 vũ khí nhẹ như súng liên thanh, súng bắn đạn chài, súng phóng lựu, giúp thường dân bảo vệ đất nước. Nhiều loại vũ khí sẽ được gửi đến trong lúc chúng tôi tìm thêm nguồn trang bị. Chúng tôi sẵn sàng chuyển giao, Tổng thống Biden nói. Các nguồn tài chính mới duyệt này sẽ đến từ dự luật chi tiêu mà ông Biden đã ký thành luật mà trong đó có 13,4 tỷ đô la viện trợ mới cho Ukraine. Trong bài diễn văn gửi Quốc hội Mỹ, ông Zelensky so sánh cuộc tấn công tại Ukraine với cuộc tấn công của Nhật vào Trân Châu Cảng đã khiến Mỹ tham dự Thế chiến thứ hai và khẩn nai các nhà lập pháp Mỹ và Tổng thống Biden giúp đỡ thêm. Đây là một việc khủng khiếp châu Âu chưa từng thấy trong 80 năm, và chúng tôi yêu cầu cho mạng sống của chúng tôi cho một câu trả lời về sự khủng khiếp này từ toàn thế giới có phải đây là đòi hỏi quá đáng khi yêu cầu lập một vùng cấm bay để cứu mọi người không ông zelensky chất vấn qua lời người thông dịch nếu việc này là hỏi quá nhiều thì chúng tôi đề nghị một sự thay thế ông nói quý vị có biết loại hệ thống phòng thủ nào chúng tôi cần không và nói thêm rằng ông biết là nước mỹ có Ông Biden từng nói lập một vùng cấm bay trên không phận Ukraine sẽ gây thế chiến thứ ba và ngũ giác đài từ chối yêu cầu gửi máy bay chiến đấu đến Ukraine. Sáng ngày 16 tháng 3, nga và Ukraine đều nhấn mạnh đến các phạm vi để thỏa hiệp trong lúc các cuộc hòa đàm tái tục. Hôm 15 tháng 3, tòa bạch ốc loan báo ông Biden sẽ đến Bruxelles để họp thượng đỉnh NATO vào ngày 24 tháng 3 về việc nga xâm lược Ukraine mà Moscow gọi là một chiến dịch quân sự đặc biệt để giải giới và phi quốc xã hóa nước láng giềng. Ông Biden gia tăng chế tài lên Nga trong những ngày gần đây. Ông đã kêu gọi ngưng tình trạng thương mại tối huệ quốc cho Nga để hàng xuất khẩu Nga được hưởng thuế quan thấp trên đấu trường quốc tế và loan báo cấm dầu của Nga và các mặt hàng năng lượng khác nhập khẩu từ Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin tận dụng một cuộc meeting trước một sân vận động bóng đá chật cứng người vào hôm thứ Sáu ngày 18 tháng 3 để biện minh cho cuộc xâm lược Ukraine, hứa hẹn với hàng chục ngàn người vẫy cờ Nga rằng tất cả các mục tiêu của Điện Kremlin đều sẽ đạt được. Chúng ta biết cần phải làm gì, làm như thế nào và với chi phí ra sao, và chúng ta sẽ hoàn thành tuyệt đối mọi kế hoạch của mình. Tổng thống Putin phát biểu trong cuộc meeting tại sân vận động Luzhniki ở Moscow. Ông nói rằng những người lính chiến đấu trong cuộc chiến mà Nga gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã minh chứng về sự đoàn kết của nước Nga. Và bây giờ là bản tin trong nước. Thưa quý vị, Công an Hà Nội ngăn cản cộng đồng người Ukraine tổ chức sự kiện gây quỹ từ thiện. Tin do Đài Á Châu tự do được. Một sự kiện gây quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ người dân Ukraine do cộng đồng người Ukraine ở Hà Nội tổ chức vừa mới bị công an can thiệp hủy bỏ, một nhóm người Ukraine sinh sống tại Hà Nội dự định tổ chức một hội trợ nhằm kêu gọi sự chú ý đến tình hình ở quê nhà của họ và gây quỹ từ thiện để ủng hộ nạn nhân chiến tranh ở Ukraine. Dự kiến sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy 19 tháng 3 năm 2022 tại Chula Fashion House ở phường Nhật Tân, Hà Nội. Đây là địa điểm thường xuyên diễn ra các buổi triển lãm nghệ thuật và trình diễn thời trang tại Hà Nội. Theo mô tả, thì ban tổ chức sẽ bán đồ ăn, đồ lưu niệm và tổ chức đấu giá tranh để gây quỹ từ thiện, cũng như trình diễn âm nhạc để phục vụ khách tới dự. Tuy nhiên, chỉ một ngày trước khi diễn ra, ban tổ chức đưa ra thông báo sự kiện đã bị hủy bỏ do có sự can thiệp của công an. Đại Á Châu Tự Do đã liên hệ với một số người Ukraine sinh sống tại Hà Nội và có liên hệ đến sự kiện như để tìm hiểu trên thông tin về sự việc. Julia, một người phụ nữ Ukraine trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, ứng dụng nhắn tin như sau: Chúng tôi đang cảm thấy rất buồn vì đã bỏ thời gian và công sức để chuẩn bị cho sự kiện này. Đây dự kiến sẽ là một ngày mà mọi người được chào đón để tìm hiểu thêm về văn hóa của chúng tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị triển lãm, âm nhạc, thức ăn và cả đồ lưu niệm. Tất cả chỉ nhằm mục đích gây quỹ để gửi về quê nhà cho những người cần được giúp đỡ. Dù cho biết hội trợ không thể diễn ra do có sự can thiệp của phía công an, nhưng phía ban tổ chức không tiết lộ lý do cụ thể mà chính quyền sử dụng nhằm cản trở họ tổ chức sự kiện này. Phóng viên của Đài Á Châu Tự Do đã liên hệ với Ủy ban Nhân dân Phường Nhật Tân để tìm hiểu lý do chính quyền không cho phép sự kiện này diễn ra. Thì được bà Nguyễn Đức Thị Hiền, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân Phường, đề nghị tới phường làm việc với cấp trên chứ bản thân bà không biết gì về vấn đề này. Phóng viên sau đó nhiều lần gọi điện thoại vào số của ông Đỗ Hồng Quảng, trưởng công an phường Nhật Tân để xác minh thông tin, nhưng ông này không bắt máy. Khi được hỏi bản thân cảm thấy thế nào khi nỗ lực làm gì đó để giúp đỡ đồng bào ở quê nhà không thể thành hiện thực, cô Julia nói: "Chúng tôi rất thất vọng, nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng chúng tôi đang không ở trên đất nước của mình. Việt Nam có luật lệ và cách nhìn nhận của riêng họ về tình hình tại Ukraine. Chúng tôi không thể làm gì để thay đổi điều đó." Tôi chỉ hy vọng sẽ nhận được thêm sự ủng hộ của người nước ngoài lẫn người địa phương ở đây. Trước đó, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã tố cáo và lên án công an và an ninh ở Hà Nội vì đã giam lỏng nhiều người dân nhằm ngăn cản họ tham gia sự kiện gây quỹ từ thiện tại Đại sứ quán Ukraine. Việt Nam là một trong 35 nước đã bỏ phiếu trắng cho nghị quyết vừa được thông qua tại cuộc họp hôm 2 tháng 3 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lên án trực tiếp hành vi xâm lược Ukraine của Nga. Trở lại bản tin của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Việt Nam ngừng tiếp nhận du khách Nga vì lý do an ninh hàng không của Moscow. Một công ty du lịch Việt Nam tuyên bố ngừng tiếp nhận khách Nga vì Moscow không cho phép các chuyến bay ra nước ngoài giữa lúc quốc tế gia tăng các biện pháp trừng phạt vì Nga đã xâm lược Ukraine. Việc ngừng tiếp nhận du khách Nga diễn ra ngay sau khi Việt Nam mở cửa chào đón khách quốc tế trở lại sau dịch bệnh. Công ty Anex Việt Nam, một trong những doanh nghiệp lữ hành đưa du khách nga đến Việt Nam nhiều nhất trong tuần này, đã phải thuê máy bay từ nga để đưa toàn bộ hơn 600 khách nga từ Nha Trang, Khánh Hòa về nước và tuyên bố ngưng tiếp nhận du khách nga chờ thông báo tiếp theo. Truyền thông trong nước loan tin rằng vào chiều ngày 17 tháng 3, hơn 300 khách nga đã được công ty Anex Việt Nam thuê máy bay để đưa về nga. Đây được biết là các du khách Nga cuối cùng của công ty vì sau đó doanh nghiệp này sẽ tạm ngừng cái việc đưa khách Nga đến du lịch tại Khánh Hòa do chính phủ Nga khuyến cáo các hãng hàng không hạn chế bay ra nước ngoài. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Bùi Quốc Đại, phó giám đốc điều hành công ty Annex Việt Nam nói, khách Nga vẫn có nhu cầu sang Việt Nam du lịch, nhưng các hãng hàng không không thể cất cánh khi chính phủ Nga chưa nới lỏng quy định Chiến sự giữa Nga và Ukraine vẫn còn căng thẳng. Đồng rút mất giá khiến việc chi tiêu của khách bị thắt chặt. Công ty vẫn chưa xác định được thời điểm đón đoàn khách Nga tiếp theo. Truyền thông Việt Nam cho rằng nguyên nhân của việc này có liên quan đến chiến sự căng thẳng đang diễn ra giữa Ukraine và Nga và các lệnh trừng phạt của phương Tây có thể khiến các hãng máy bay Nga bị tạm giữ ở không phận nước ngoài. Chính phủ Nga tạm hạn chế hoạt động hàng không của nước này từ ngày 8 tháng 3 để kiểm tra an ninh hàng không và nghiên cứu chính sách bảo vệ người Nga khi đi du lịch nước ngoài. Theo đó, hiện nay phía Nga ưu tiên việc đưa du khách Nga hồi hương, còn các chuyến bay ra khỏi nước Nga bị hạn chế vì lý do an toàn. Hôm 16 tháng 3, công ty Annex Việt Nam đã phối hợp với đối tác đưa 300 du khách Nga bay từ Cam Ranh về Moscow, theo báo Khánh Hòa ông nghiêm sĩ cường một doanh nhân ở hà nội nêu nhận định với đài tiếng nói hoa kỳ về ảnh hưởng của chiến sự nga ukraine đến ngành du lịch việt nam như sau ông nói ảnh hưởng nhiều nhất là các doanh nghiệp du lịch những doanh nghiệp đưa người từ nga sang và ngược lại bị ảnh hưởng nặng nề nhất xung đột ở ukraine sẽ khiến việt nam mất một vài phân khúc khách hàng tại nga ông bùi quốc đại nói với đài voa Tính từ tháng 11 năm 2021 đến nay, công ty Annex Việt Nam đã đưa khoảng 4.000 khách Nga đến Khánh Hòa với trung bình một chuyến bay thuê bay cho một tuần, trong số hơn 10.000 khách quốc tế đến Việt Nam, cũng theo VOV đưa tin. Tuần trước, báo đầu tư ghi nhận rằng chiến sự giữa Nga-Ukraine khiến nhiều du khách Nga phải hủy tour du lịch Việt Nam, và điều này khiến các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam đón khách Nga đang ngồi trên đóng lửa. Trang này dẫn lời ông Nguyễn Đức Tấn, Tổng giám đốc công ty Annex Việt Nam nói, chúng tôi đã ghi nhận tình trạng khách hủy tour từ trước Tết Nguyên đán. Gần đây con số này cao hơn lên gần gấp đôi do người Nga ngại đi du lịch vào thời điểm này. Công ty Annex Việt Nam đã giảm tần suất bay từ 8 chuyến một tháng xuống còn 5 đến 6 chuyến một tháng, vậy mà lượng khách cũng chưa lấp đầy chuyến bay nên công ty bù lỗ khá nhiều. Chúng tôi cảm giác đang ngồi trên đống lửa. Tuy nhiên, đài VOV dẫn lời các doanh nghiệp lữ hành nêu kỳ vọng, có thể khai thác thị trường Nga vào tháng 4 khi các bên đã xuống thang xung đột. Theo thông tin từ Sở Du lịch Khánh Hòa, năm 2019, tỉnh Khánh Hòa đón 463.000 lượt khách Nga, chiếm hơn 70% lượng khách Nga đến Việt Nam. Tính riêng từ khi thực hiện thí điểm đón khách có hộ chiếu vaccine từ giữa tháng 11 năm 2021 đến nay, Khánh Hòa đã đón khoảng 5.000 khách Nga, chiếm 80% lượng khách quốc tế đến địa phương này. Từ tháng 11 năm 2021, Khánh Hòa là một trong năm địa phương ở Việt Nam được thí điểm đón khách quốc tế. Trong nỗ lực khôi phục lại ngành du lịch sau đại dịch, Việt Nam hôm 15 tháng 3 bắt đầu mở cửa đón khách quốc tế và chính phủ vừa ra nghị quyết miễn thị thực cho công dân 13 nước, trong đó có Nga. Thế nhưng, trong tình cảnh này thì các doanh nghiệp lữ hành và chính quyền Việt Nam đều phải nghe ngóng, chờ diễn biến tiếp theo từ Moscow và theo dõi tình hình chiến sự Nga-Ukraine để có cơ hội đón du khách từ xứ sở Bạch Dương. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin trên kênh Tập thức Việt TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.